Vâng, và bộ số 2, Doanh xin phép được giới thiệu cho mọi người, đó là một bộ của hãng Pioneer. Này phân khúc cao cấp 2 thước rời mọi nhá, phân khúc cao cấp 2 thước rời. Vâng, và sau đây mọi người cùng nghe chất âm rồi em sẽ đi chi tiết về bộ dàn. Thiết kế hai loa và mỗi loa 2 đồng tiếng rồi nhá, lưới gắn liền với thân thùng, để lỗ thông hơi bên dưới này đó. Phân khúc dàn cao cấp 2 thước rời đời cao đó, bình thường là chỉ là một cục gắn liền, bộ này nó hai thước, tức là thước ở dưới đây là thước CD và cassette, thì ở bên trên là thước AUX rồi nhá, đó chia là hai thước như vậy. Tính năng bộ này nghe hai tính năng rồi nhá, điện thoại, TV, máy tính và đĩa CD. Điện thoại với máy tính thì bấm xem nút partition này, nút chọn chế độ nhá. Ở chúng ta bấm này, khi nào màn hình hiện chữ D này, DVDAT-V này, tương ứng với ở trên này nó sáng màu đỏ lên. Đó, sáng màu đỏ của chế độ DAT thì chúng ta cắm jack phía sau nhá. Đấy, còn phần bên dưới là phần CD thì chúng ta đơn giản không cần bấm nút nào cả. Cho ra đĩa này, tức là không cần bấm để chuyển sang phần CD mà chúng ta tí nó trực tiếp luôn. Ra đĩa này, ra khay này. Đấy, cho đĩa vào nha. Chúng ta bấm nút play này, nút tam giác này. Đó, chỉ cần bấm cái là nó tự chuyển sang chế độ của CD luôn. Đấy, chúng ta không cần phải bấm thao tác nút khác. Đấy, có nút tăng giảm bass đấy mọi người nhá. Xoay. Đó, xoay tăng giảm. Rất là mượt mọi người nhá. Rất là mượt, cho đĩa ra này. Rồi. Đĩa đọc mượt, không có kén đâu mọi người nhá. Con này không kén đĩa. Đây, chuyển qua điện thoại thì về máy tính. Đây. Đấy, chính có căn chỉnh thêm bát nên mọi người nghe mà cảm thấy ít hay nhiều bát thì vặn nút này cho em nhá. Hay còn equalizer, mặc định bên này nữa, các chế độ equalizer này, disco này. Đó. Clear, disco này. Đấy, rất nhiều chế độ nhá. Chúng ta chơi nhạc thì chúng ta chỉnh chế độ đấy. Đó là ví dụ nhạc là disco này, nhạc nhẹ thì giờ chỉnh các chế độ như half này, clip này, đã kiểu đấy. Đây, anh chị em nào chơi chúng ta ấy thêm nhá. Rồi bây giờ em đo kích thước này. Bộ này có tổng chiều rộng là 64, tổng 64, cao 37 và chiều sâu là tính như mặt loa là 33. Đó là về phần kích thước. Đem quay mặt sau nhá. Hay thùng vách đẹp này. Lưới thì không có rách nhá. Thùng bách đẹp, cũng thấy ra cạnh thùng gỗ. Đây mặt sau đây. Đây hai thớt mọi người thấy không? Đây là hai thớt kết nối với nhau bằng cái sợi cáp này nhá. Kết nối với nhau bằng sợi cáp này. Gắn vào. Chỗ này là cắm điện thoại TV máy tính này, cắm cho em hai cái ngoài cùng nhá. Nó có 4 cái cắm hai cái ngoài. Đấy, cái này không phải cắm nhá, cái này làm thành ra nhá. Dây loa thì cứ đấu đúng màu. Tức là ở bên máy là đỏ thì sang đen, sang đây cũng đỏ nhá. Đấy. Đỏ sang đỏ, đen sang đen. Đấy, số seri là N07. Bên này mờ mất rồi. À cũng vẫn thấy N07 nhá. Đấy, công suất mỗi loa là 50, tổng công suất 100W. Đấy, số seri của máy là 115P. Mọi người nhận hàng cứ đúng số seri là đúng bộ nhá. Mua bán đúng bộ. Đấy. Và giá cả thì công khai ở trên góc bài đây.
thì công khai trên góc phải đây nhá. Anh chị em nào ai có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ với em qua Zalo hoặc là điện trực tiếp 0976592986, em dành nhau đi ô. Đấy, vâng, và em cũng xin dừng bộ số 2 để chuyển qua bộ số 3 mọi người nhá.